Con sử dụng cái máy rửa bát Panasonic TR3 nhé. TR3 hay 5, 6, 7, 8, 9 thì nó đều bằng điều khiển như nhau hết. Ở đây là cái nút tắt nguồn này các bác này. Bình thường các bác bật lên nhé. Đấy, khi em bán thì em hay cài cho các bác nó là chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Thời gian sấy em để 30 phút. Đấy, sau đó các bác chỉ bật nguồn lên bấm vào này là rửa thôi. Chưa? Đấy. Còn mình có thể bật nguồn lên mình cài các chế độ này, thường thì mình để tiêu chuẩn 80 độ là ok rồi, không cần phải cài gì nữa, nhiều mất thời gian ạ. Thời gian sấy thì mình có thể tăng lên. Cái đèn này nó sáng là đèn giữ khô bát đũa các bác nhé. Khi bật cái đèn này là máy của các bác không bao giờ dừng đâu. Rửa xong mà thỉnh thoảng nó giữ khô, những ngày nồm ẩm mình muốn bát đũa mình luôn luôn khô nóng thì mình bật chế độ này. Thời gian sấy 30 phút kèm giữ khô này. Sấy 45 phút kèm giữ khô này. Sấy 60 phút kèm giữ khô. Đèn này đèn thông gió bên trong nhé. Đấy. Thường các bác cứ để sấy 30 phút, khi rửa xong nó có hơi nước nóng là tự nó bay hơi là 30 phút là khô rồi. Để hẹn giờ là 4 tiếng sau rửa nhé. Ở đây các chế độ rửa tiêu chuẩn này. Với nước nóng 80 độ, rửa mạnh này. Rửa mạnh với tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ. Rửa nhanh. Rửa nhanh với nước nóng 80 độ, vệ sinh máy. Chế độ này là rửa với nhiệt độ thấp. Đèn này báo các chu trình rửa. Khi đèn này nháy đang đun nước, đèn này nháy là rửa, đèn này nháy trắng, đèn này nháy là sấy. Thế thôi ạ. Mình cài một lần như này thì bấm lần sau nó nhớ mãi nhé.